khi bắt đầu chìm đắm trong tình yêu, nhiều người ví nó như một thiên đường. Thế nhưng đến một giai đoạn nào đó, các cặp đôi vẫn phải trải qua giai đoạn chán nhau trong tình yêu. Thực ra không phải vì hết yêu mà người ta bỗng cảm thấy nhàm chán nhau đến mức chẳng có gì để nói cùng nhau. Giai đoạn đau khổ này thường đến với các cặp đôi yêu nhau từ nửa năm đến một năm đầu yêu nhau. Khi mà bạn đã bắt đầu biết kha khá về đối phương của mình, bỗng dưng bạn cảm thấy người yêu mình chẳng còn thú vị hay đơn giản không có gì để khám phá. Một người không nói ra, còn một người suy diễn. Thế là cả hai cho rằng ta đã hết yêu và ngày chia tay không còn xa. Là cái lúc mà cả hai nhận ra tình yêu không còn màu hồng như một hai tháng đầu tiên, chính xác hơn là nhạt dần. Đó là cái khoảng thời gian cả hai luôn trong tình trạng dở dở ương ương, nửa nóng nửa nguội, rất khó chịu và ảnh hưởng lớn đến mối quan hệ của cặp đôi. Lúc này họ nửa muốn ra đi, nửa muốn dừng vì họ nhận ra câu chuyện của cả hai dần dà chẳng có gì để nói. Có người chọn trải qua cùng nhau, có người lại chẳng thể chịu nổi giai đoạn chán nhau trong tình yêu mà quyết định rời xa nhau. Bạn cần biết rằng đây là một giai đoạn hết sức bình thường. Việc thái độ thay đổi hay hết yêu, nó hoàn toàn khác nhau. Người yêu bạn có thể ít nói chuyện với bạn lại, nhưng sự quan tâm vẫn không mất đi, thì mọi thứ chưa hẳn là có vấn đề. Còn nếu bạn cảm thấy không biết nói gì mà lại lo sợ tình yêu nhạt đi, thì xin thưa rằng một hành động có thể hơn ngàn lời nói, một cái ôm, một cái hôn, hay thậm chí cả hai cùng nhau đi ăn một món gì đó mà không trò chuyện gì nhiều thì đã sao nào. Mỗi lần có suy nghĩ chia tay, hãy nghĩ đến lý do tại sao bạn quyết định bắt đầu. Hãy đứng trong vị trí của nhau để nói chuyện. Chuyện gì cũng đừng giận nhau qua ngày. Tìm cách giải quyết chứ đừng mặc kệ. Bỏ qua cái tôi cá nhân mà hiểu cho đối phương. Vì sẽ rất ít lần trong cuộc đời này chúng ta gặp được người mà mình thật sự yêu.